có một mảnh trời quê trong tâm thức, những cánh đồng, con sông nhỏ thân yêu, diều sáo phi vu, ôi tiếng mẹ ru hời. Trong tim ai cũng có một góc quê hương giàu đẹp, nơi cội nguồn cha ông, và cũng là nơi gửi gắm đức tin nêu. Trên đất nước Việt Nam ta, với biết bao vùng quê nặng nghĩa mận tình, và cũng có biết bao những trái tim từng thốt lên: ôi quê cha đất mẹ. Với những tấm lòng chân thật, suốt một cuộc đời biết bao lam lũ gian nan, thừa ruộng sâu mộc mạc những con người, nhưng vẫn đậm đà chứa chan tình cảm quê hương làng xóm. Mẹ tôi sinh ra trong một xóm quê nghèo vắng, rồi lớn lên trong vòng tay êm ấm của cha và mẹ. Cũng như bao số phận của một kiếp con người, mẹ đã cùng cha gắn bó hướng đi đến tương lai. Vì cuộc sống của anh chị em chúng tôi trải qua bao năm có mẹ cha dưỡng dục, rồi chúng tôi lớn lên với bao ngả sống của cuộc đời, nhưng trong tim tôi quê hương đó vẫn ngọt ngào, con người đó, truyền thống đó, ôi đậm đà chất sống. Mẹ thường dạy chúng tôi rằng sao cho nội ngoại ông bà mến thương, ngày ngày cấp sách tới trường, kính thầy mến bạn, cháu thường chớ quên. Mai này cháu được lớn khôn, đền ơn cha mẹ, nhớ ơn ông bà, chung với nước, hiếu với nhà, đức tài vẹn trọn quả là quý hơn. Lời Phật dạy, hễ ai hướng cho cha mẹ ngay trong đời hiện kiếp, biết quy y ba ngôi báu nhiệm màu, giữ gìn tam quy ngũ giới siêng năng, sau thoát sinh tử luân hồi, đó mới là chí hiếu. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dàng, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mơn mát êm như sao diều dắt ra nắng mưa sớm chiều. Thank you.
Vì gần ở hôm nay đến pháp văn kinh đó xa mê đó sao sẽ
mà giờ này đây có các con cháu Thảo Hiền. Và thời gian này đây, trên trò kính mời tới ông Đặng Quang Huy sẽ phát phục phần khả năng cho toàn thể thân nhân gia đình tham viếng. Trên trò kính mời những người con trai của cụ nhà Phật Thao An. Chúng con cùng các cháu đang quỳ trước linh sản. Mẹ ơi, chân quỳ tay chắp mà rưng rưng hai hàng nước mắt chúng con thổi bên đầy bên vơi. Mẹ ơi, vậy là giờ này đây mẹ vội đi đâu mà để cho chúng con âu sầu khóc mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, giờ này đây nghi thức lễ thành phục trước linh sản mà chúng con cười thương khóc mẹ rằng: mẹ ơi, vậy là bây giờ mẹ đã đi xa, mà mẹ ơi, mẹ đã đi đến chỗ có ông có bà tổ tiên. Ôi mẹ hiền thời đi qua những cánh đồng mà hoa thơm, ôi cỏ lạ, mây hồng vây quanh. Mẹ ơi, nơi ấy sông nước xanh mà chợ cực lạc, mẹ ra đi vĩ thọ một phương. Ôi mẹ ra đi mà mẹ để lại tình thương, mẹ thương cha chúng con, mẹ thương chúng con mà anh em các cháu ở lại cõi dương cơ hẳn. Ôi mẹ ơi, mẹ ra đi mà chúng con đau xót vô vàn. Từ nay thì nhà mình hàng treo cờ phướn, ôi hoa vàng khắp nơi. Vậy là mẹ ơi, từ nay bố con phải mất mẹ ở trên đời. Mà cho dù chúng con có than, chúng con có khóc, mà chúng con yêu trời thì trời nào đâu có hay. Mẹ ơi, mẹ ra đi mà mẹ nào đâu có tính được ngày. Mà từ từ mẹ chút thở,
đêm của con chúng con liền. Ôi đau thương này mà chúng con say dứt nỗi niềm. Mẹ ơi, anh chị em chúng con đã cố gắng để cứu mẹ, nhưng sao mẹ lại đành ra đi? Dẫu chúng con có biết rằng sinh là ký, tử lại là quy, hoa lá rụng rồi cũng đi về với đất. Mẹ ơi, trong tâm trí của chúng con, mẹ thời là đất, mẹ thời là hoa, mà mẹ là chân lý xoay chúng con sáng ngời. Mẹ ơi, cho dù đất trời có sâu rộng bao nhiêu, thì tâm chúng con vẫn hướng mẹ. Ôi bao nhiêu đất trời, mẹ thời là sữa ngọt của quê hương, mà xuất vào thiên kỳ nguồn hương cho đời. Mẹ ơi, nhưng giờ này đây, chúng con thì 3 năm 27 tháng trời, đầu tan phục sự, ôi mắt rơi lệ nhòa. Mẹ ơi, giờ này đây chúng con chỉ xin báo hiếu mẹ tại gia, mà ngàn năm chúng con vĩnh biệt, vĩnh biệt mẹ hiền kính yêu thời từ đây. Mẹ ơi, hai ngày này chúng con xin được đáp nghĩa đền ơn công mẹ sinh thành. Lạy thứ nhất, mẹ ơi, mẹ về chứng giám. Mẹ ơi, lệ thứ hai là lệ chúng con xin được trả nghĩa công ơn mẹ và cha, là người đã nuôi dạy chúng con khôn lớn lên người hôm nay. Mẹ ơi, giờ này đây anh chị em chúng con xin dâng thắp vườn hương để anh chị em chúng con phụ thờ hương khói mẹ từ nay. Mẹ linh thiêng về đứa chốn linh sản, mà mẹ hãy chứng giám vườn hương chúng con phụ thờ. Toàn thể gia đình phải cái biệt công linh cố mẫu Tam Phái. Thank you.
tổ chức đang trân trọng giới thiệu và kính mời tổng thống Lý Viễn. Thank you.
mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái chăn lạnh lùng nhưng thấm đượm tình thương. Qua bao năm tháng trôi đời bao sương gió mịt mù
vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gái mẹ đừng can, giờ khi mẹ mất muộn màng gánh ai cho con lãnh cả tháng dài, gánh qua năm rộng nhiều ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân còn lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Sao người gánh chính là con con. Để con gái mẹ đừng can, giờ khi mẹ mất muộn màng gánh ai cho con lãnh cả tháng dài, gánh qua năm rộng nhiều ngày đắng cay. Thank you.
Thank you.
Thank you.
đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, cánh từng bước chân thù, mẹ ngồi dưới cơn mưa. Mẹ lội qua con suối, dưới mưa bom không ngại, mẹ nhẹ nhàng đưa lối, tiễn con qua núi đồi. Mẹ chìm trong đêm tối, gió mưa tóc che lối con đi. Đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che từng căn nhà nhỏ, xóa sạch vết con về, mẹ ngồi dưới cơn mưa. Mẹ là gió uốn quanh trên đời con thầm lặng, trong câu hát thanh bình mẹ là gió mong manh. Mẹ là nước chưa chan trôi ruộng con phiền muộn, cho đời mãi trong lành, mẹ chìm dưới gian nan. Thank you.
tôi giờ đây đứng trước linh sàng, mẹ đang chịu trong lỗi bề sâu. Thương chúng con, mẹ chịu nỗi đau thân mình. Đúng là việc tự sinh là do thiên đình. Mẹ thác đi chúng con đau đớn ngậm ngùi. Ôi chúng con nhớ mẹ khóc thầm lặng lẽ. Nhớ khi xưa chúng con còn trẻ, lòng dại khờ chưa hiểu hết lông sâu. Có những lúc chót làm mẹ buồn rầu, một nghìn này mẹ rộng lòng tha thứ. Đời mẹ như cánh hạ vân du, thiên thu vĩnh biệt đất trời canh thâu. Mẹ ơi, chúng con ước mong có một lần gặp lại, lần đoàn tụ quây quần để cả nhà yêu thương. Mẹ ơi, trước giờ mẹ cất bước đi xa, giờ đây chúng con không có gì đưa tiễn. Chúng con chỉ biết nhờ đoàn kim nhạc lấy tiếng kèn thay cho tiếng khóc qua bản nhạc lòng mẹ. Rồi mẹ ơi, con có mấy lời thở than, lòng con đau xót chứa chan. Mẹ ơi, mẹ đã bỏ con mẹ về, nuôi con vất vả nhiều bề. Mùa khô ướt chiếu đông về ẩm chăn, nuôi con bao nỗi khó khăn. Ngày dài khó nhọc đêm nằm không yên, những khi trái lắng trở trời, người con lóng suốt mẹ lòng nước sôi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vội thế mẹ ơi, con chưa báo đáp ơn dày mẹ cha. Hôm qua thì mẹ vẫn nói vẫn cười, mà hôm nay mẹ đã thành người cổ nhân. Mẹ ơi, láng giềng cùng với người thân, họ hàng thương tiếc ruột tầm quặn đau. Mẹ hiền kính yêu ơi, mẹ ơi, giờ đây thì tiếng trống lệnh chuẩn bị điểm, xe tiên cổ đang chờ đang đợi. Đến giờ mẹ phải đi xa, bằng như dao cắt ruột trong lòng chúng con. Mẹ ơi, giờ đây một lần nữa chúng con lại chỉ biết nhờ đoàn kim nhạc lấy tiếng kèn thay cho tiếng khóc qua nhạc phẩm được mang tên Thương Khóc Mẹ, để nói nên nỗi lòng của các con đối với công sinh dưỡng dục của cha mẹ, mẹ thời thấu cho. Thank you.
đúng là hương thơm đến đỏ cụ ơi, hương thơm cầu Phật giang tay đón chờ, xin rước cụ về nơi Phật quốc, sống trọn cuộc đời trong hai tiếng từ bi. Và nghi thức dâng hương của đoàn kim nhạc đến từ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, thuộc dịch vụ cơ sở phục vụ lễ tang chuyên nghiệp Hoàng Vân đã được chu viên hoàn tất. Đoàn xin nguyện cầu cho linh hương hồn cụ sớm được siêu sinh tịnh độ, trở về cùng tổ tiên nơi cõi vĩnh hằng yên giấc ngàn thu. Đoàn xin cúi đầu thay cho lời chào vĩnh biệt. Chúng mày cứ ngủ đi, người ta đến. Mẹ ơi, có kính yêu ơi, mẹ ơi, cả cuộc đời mẹ dành cho chúng con, ngày hôm nay đây chúng con cũng đã được khôn lớn trưởng thành. Chúng con mong mẹ kéo dài tuổi thọ để chúng con còn ương ao. Lạy mẹ ra đi thì còn biết bao răng dở, chữ hiếu kia chúng con đang đáp đền thì mẹ đã vội đi xa. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vắng cửa vắng nhà, để điều hơn nghe thiệt ai là người báo ban. Thế là từ ngày hôm nay xa cách âm dương, lời trần mẹ bỏ lại chiếu giường trong không. Kèm sầu khóc tiếng mẹ đi, sẽ lòng con trẻ khắc ghi một đời. Hôm nay đây mẹ lặng lẽ cất bước đi xa, mẹ đi xa như con thuyền nay đã xa bờ xa bên. Đôi mặt nước mênh mông biết neo đậu chỗ nào, mẹ đi xa như hoàng hôn dần tắt, cát vẫn du như cánh hạ vội bay về. Thế là từ ngày hôm nay, anh là người cầm nét chỉ đường tư, anh dạy dỗ cho chúng con nên đạo ta luân thường. Một con người giúp cuộc đời vì cháu vì con, sống đời thường mẹ luôn là người đức độ hiền lành giản dị, được mọi người thương yêu quý mến. Thàn ôi một nỗi buồn nay thâu cả đất trời, ai gây nên trái ngang này than ôi. Ôi thế là còn đâu nữa những ngày đoàn tụ để vợ chồng mẹ con bên nhau, còn đâu sớm lắm chiều mưa, còn đâu thấy mẹ lứa sông chưa đi về. Mẹ còn lòng có một ngày nghĩa xa, sống bánh câu ấy vòng qua, để thương để nhớ để mà buồn đau. Mẹ ơi giờ lại đây thì con níu có kéo cũng chẳng được đâu, mệnh trời đã định trước sau một lần. Mẹ cứ yên phận mẹ rồi, mẹ đấy là cho chúng con một nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Mẹ ơi giờ đây mẹ có linh thiêng, mẹ về mẹ chứng giám cho lòng thành của các con. Giờ đây chúng con đang làm lễ bao nhiêu tri ân, lễ dâng hoa, dâng lên những cánh hoa tươi để làm hành trang mẹ về hầu tiên tổ. Xin mời tất cả anh em con cháu cùng những người thân, chúng ta hãy phát tâm cải thiện đi đò cho người mẹ của mình. Đây là chuyến đò lần sau cuối trên trần gian, để mẹ có tiền mẹ về cửa chùa cửa Phật, mẹ về mẹ phù hộ độ trì cho những con được mạnh khỏe bình an. Sau đó chúng ta cùng niệm Phật, niệm lên những câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
đường cho người mẹ của mình, để người mẹ có tiền về hầu tiên tổ, mẹ phù hộ độ trì cho cháu con được mạnh khỏe bình an. Ở đây có đành rằng là tôi có các con,
nhưng bằng sao có được bà bên cạnh tôi sớm hơn. Giờ này đây bà đi đâu mà nặng tiếng vắng lời. Ôi, câu nói đủ cười tôi với bà tâm sự đêm hôm, giờ này đây đâu là có còn. Mà bà anh ơi, bà thời ra đi thì bà để áo lại đây, mà để đêm thì tôi đắp, để ngày tôi trông. Bà ra đi bà có nhớ tôi không? Tôi thì một lòng một dạ tiếc thương bà vô cùng. Ôi sen xa hồ thì sen khô hồ đào, liễu xa đào ôi liễu ngả đào nguyên. Mà nỗi nhớ thương thời mới bến nước với thuyền, thủy chiều không gió biết bao giờ mình gặp lại nhau. Bà anh ơi, chim xa đây thì chim còn nhớ tổ, mà tôi xa bà thì đau khổ lắm đây. Bà ra đi tôi ở lại là nỗi nhớ nhung tràn đầy. Tôi chỉ biết hẹn bà trăm năm tuổi là ngày vợ chồng mình tái hồn phu thê. Bà ơi, giờ này đây bà ra đi, bà để lại tôi, để lại các con. Các con mình thì nó má mồ côi, còn tôi giờ này đây lẻ bóng đơn côi một mình. Xót thương bà đã dành trọn cuộc đời cho gia đình, cho các con. Giờ này đây những người con của vợ chồng mình thì đã được yên bề xa thất. Mà giờ này đây bà này nỡ lòng nào dứt tình bà đi. Giờ này đây giây phút việt mỹ tôi chẳng biết nói gì, mà nghẹn ngào phút ấy ôi chia ly tháng ngày. Bà con ơi, linh thiêng bà về trong tinh sản, mà chứng giám từng hương tôi tiến điện bà thời từ đây. Xin chào kính mời cụ ông lên của bà hai đến chúng tôi. Mời hai người con trai của mẹ đi xuống. Giờ này đây là những nén hương thơm tiết biệt của chúng con, là con trai của mẹ đây. Mẹ ơi, từ ngày hôm nay trở đi thì chúng con biết gọi hai từ mẹ ơi. Ở đâu bây giờ mẹ ơi? Giờ này đây chúng con có đôi lời mà khóc mẹ rằng: mẹ ơi, vậy là đêm qua thì chúng con nhớ mẹ biết bao. Mà mẹ yêu, mẹ ở nơi nào, mẹ kính yêu ơi. Ôi xa xôi mà cách trở trần đời, chúng con thì còn đây mãi mãi những đời mẹ yêu thương. Nhưng mẹ ơi, giờ này đây tim chúng con thì đâu nói, mà lòng chúng con thì quặn thắt. Chúng con nghĩ tới mẹ hiền, ôi nước mắt trào tuôn. Nỗi đau mất mẹ là chúng con buồn, tình thương của mẹ chúng con xin khắc ghi trong lòng. Nhưng mẹ ơi, chúng con thời thiết nghĩ rằng, từ khi bầu trời trong ánh mắt chúng con ngày một xanh hơn, là khi ấy tóc của cha, tóc của mẹ đã điểm thêm nhiều sợi vàng. Mẹ ơi, mẹ thời là hiển nhiên như trời đất, mà như cuộc đời không thể nào thiếu ở trong con. Cho dù chúng con có lớn khôn, có đi vòng quanh quả đất tròn, nhưng người chúng con mong mỏi nhất, ôi không ai ngoài cha mẹ. Ôi cái vòng tay mà đã mở ra từ tấm bé, rồi cứ rộng dần khi các con trẻ lớn khôn. Mẹ ơi, mẹ cha là người đã đặt cho chúng con những cái tên riêng. Trước là khi chúng con cất lên tiếng gọi cha, gọi mẹ. Mẹ có nghĩa là tiếng mama, mà từ khi chúng con còn bập bẹ, chúng con lớn lên trưởng thành, ôi chưa hiểu hết được chiều xưa. Mẹ ơi,
Mẹ có nghĩa là bắt đầu. Mẹ cho anh em, chị em chúng con sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Mẹ ơi, mẹ có nghĩa là duy nhất. Ôi một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Tuy mẹ sẽ sống trọn được 100 năm, nhưng mẹ đã cho chúng con dư giả nụ cười yên an. Mẹ ơi, mẹ có nghĩa là ánh sáng mà một ngọn đèn thắp bằng máu con tim. Mẹ ơi, mẹ có nghĩa là mãi mãi là cho đi, không đòi lại bao giờ. Nhưng mẹ ơi, có một ngày mẹ không thể nào ngăn được chúng con khóc, rồi mẹ không thể nào lau nước mắt được cho con. Đó là ngày hôm nay. Mẹ ơi, mẹ thời không còn hoa hồng đỏ, vậy là từ nay hóa trắng. Mẹ ơi, vậy là từ nay chúng con chỉ biết gặp lại mẹ mà qua tấm di ảnh thờ, mà qua làn khói hương mờ màng thôi. Mẹ ơi, chúng con xót thương mẹ thời trăm đường vất vả. Chọn cuộc đời của mẹ, mẹ đã dành tất cả cho con. Để giờ này đây chúng con đang báo hiếu công ơn mẹ hiền. Nhưng mẹ ơi, sao mẹ lại nỡ dứt tình mẹ đi? Chúng con nguyện cầu xin cho Đức Phật từ bi mà tiếp dẫn công linh hồn của mẹ chúng con về tới mái Tây Phương. Nam mô Bồ Tát Thế Tôn, tiếp dẫn công linh mẹ của chúng con về tới mái Tây Phương. Xin chào quý mời hai mẹ con trai của mẹ lễ mẹ hai lễ rồi xuống đây. Mẹ ơi, giờ này đây dù con phải khóc thương mẹ, khóc thương mẹ trước giờ tiễn biệt mẹ. Mẹ ơi, mẹ thời là khi nắm ở đời của chúng con, mà đêm ngày khổ cực ôi héo mòn sắp xuân. Bấy lâu mẹ đã thấm nhuần, mà những no gạo mắm đổi lướt ở đời. Mẹ ơi, rồi mẹ lo cho chúng con từng giấc ngủ ạ ơi, mà mảnh quần vải áo ôi những đời hát ru. Nhiều hôm gió báo mịt mù, mà mái tranh rụt nước phải thu lại gần. Nhọc nhằn mà mẹ chẳng biết thân, gánh đời mẹ quẩy vai trần mẹ mang. Mẹ ơi, rồi những đêm lệ ướt hai hàng, mà giàu lo ít đủ nghèo sát mẹ buồn. Dẫu cho trời có nắng đổ mưa tuôn, mà cũng chẳng làm cho mẹ mẹ phải buồn cúi đâu. Giờ này đây chúng con là con dâu của mẹ, mà than khóc mẹ, than khóc mẹ rằng mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ lâm bệnh mệt yếu thì cũng đã lâu rồi. Dù chúng con thời chạy chữa, mà sau chúng con thời thuốc thang. Dâu hiền thì bổn phận là con, mà họ hàng nội ngoài thăm nó mẹ đêm ngày. Nâng mẹ lên rồi đặt mẹ xuống liền tay, nhưng cũng chỉ vì mẹ bệnh trọng mà thuốc hay khôn lường. Mẹ ơi, dâu con đã cầu nguyện tứ phương để cho mẹ qua khỏi mà qua cơn bệnh trì. Nhưng nào ngờ đâu, tuổi cao sức yếu mẹ vội ra đi, mà dâu con thương mẹ lắm biết nói gì mẹ ơi. Dâu con nhớ này khi xưa cha mẹ đón dâu con về làm dâu cha, dâu mẹ trong nhà. Lời ăn, tiếng nói, nụ cười, cha mẹ khuyên bảo dâu con nên người hôm nay. Dâu con nào ngờ đâu mẹ vội đi ngô,
mà giờ này đây chúng con muốn báo đáp công ơn mẹ hiền thì đâu có kịp mẹ ơi. Giờ này đây do con quỳ trước linh sàng, do con xin bái biệt mẹ hiền, bái biệt mẹ hiền kính yêu thời từ đây. Xin chào quý ngài hai con dâu, đến ngày hai đến dâu luôn. Để hai mời con gái của nàng quỳ xuống. Gái và con rể, chúng con có đôi lời khóc than mẹ. Mẹ ơi, mẹ là dịu dàng nơi trái tim con, mẹ là tảo tần chất chiêu âm thầm một mình mẹ gánh chịu, để mẹ lo cho gái con được bằng tấm bạc. Gái con thì lớn khôn dần, ôi mắt mẹ buồn sâu. Mẹ ơi, dù gái con có trưởng thành, dù gái con có đi đến nơi đâu, nhưng con vẫn khát khao vòng tay mẹ mẹ ấy. Nhưng mẹ ơi, gái con thì tuyệt phận gái nữ nhi, bé thì vẫn ở với cha, với mẹ, lớn lên thì con lại phải đi đánh vác sang sơn nhà chồng. Nhiều khi mẹ ốm, mẹ đau, rồi mẹ ngã bệnh, gái con chưa có kịp về. Mẹ ơi, giờ này đây, mẹ ơi, gái con mất mẹ rồi. Giờ này đây, gái con chỉ muốn quay ngược thời gian để trở về từ khi con còn đứa bé, để con được xa vào lòng mẹ. Mẹ kính yêu ơi, mẹ ơi, từ ngày chúng con được song thân mà hai bên cha mẹ tác thành cho chúng con được phu quy, cha yêu mẹ quý bù trì, mà rể hiền con cũng chẳng khác gì con sinh. Lòng rể con đã ghi nhớ đinh ninh mà công ơn cha mẹ đã giúp mình bấy nay. Nhưng nào ngờ đâu tuổi cao sức yếu mẹ đã xa đi, mà chúng con thương mẹ lắm, chúng con trên đầu vẫn phải than tan. Giờ này đây trên gian thờ thì còn nghi ngút khói nhang, chúng con thì chung tiếng ôi khóc than thảm sầu. Mẹ ơi, giờ này mẹ ở đâu mẹ không biết, mẹ hãy về để thấu hiểu được tấm lòng chúng con. Chúng con thời nhớ lại khi xưa mẹ còn nằm trên giường bệnh, trai chúng con lơ, dâu chúng con đỡ, mà gái rể chúng con ôm. Chúng con nhớ ngày khi sáng cháo chiều hôm, mà chén trà cạnh gối, rồi bát cơm bên mẹ. Những lúc ấy thì chúng con quên sao được, mà tủi lòng mẹ, mẹ ơi mẹ bước xa vậy. Đêm năm canh mà chúng con những mơ màng, ngày số khắc thì chúng con bàng hoàng quặn đau. Giờ này đây mẹ ơi, mẹ vội đi mau, gái rể con thời khóc mẹ, khóc tiếng biệt mẹ thời từ đây. Chân trọng kính mời con rể và con gái đến đây hai đứa. Mời toàn thể anh em và các cháu của cụ trở vào trong phòng thăm. Cháu biết tôn thôi, cháu biết tôn thôi, cháu biết tôn cho dậy bé mà. Bé thì mình cho đây. Vâng, mời các cháu nội của cụ kính. Bà ơi, giờ này đây chúng cháu, chúng cháu vì trước linh sàng mà có đôi lời khóc yên biệt bà rằng: bà ơi, chúng cháu yêu sao đôi mắt bà hiền, mà bà giàu lòng nhân ái, bà giàu việc bao dung, đời nghèo vật chất mông lung, là con bà sống qua trong tiếng cười. Tình thương của bà dành cho các con các cháu mà sánh tựa biển trời, có trong mắt bà ôi suốt đời bà đã hy sinh. Bà ơi, bà hy sinh thân mình mà cho con cho cháu. Bà ơi, bà cho nghĩa, bà cho tình, bà đã quên đi vất vả mà thân mình sớm hôn, vòng tay ấm áp bà ôm,
bà du con du cháu bà đêm hôm mỏi mòn. Chân trời tha thiết bóng quê, mà thân thờ chúng cháu chẳng thấy bà về bà ơi. Đêm qua chúng cháu vọng tiếng ru hời, mà chúng cháu nghe như tiếng bà ở bà du. Rồi chúng cháu vỡ hòa nước mắt trong mơ, bà ơi sao bà lại nỡ bỏ chúng cháu mà bơ vơ mất bà hiền. Bà ơi giờ này đây tuần hương thơm hay những nén hương nồng, chúng cháu về đây dâng khóc với nỗi lòng thiết thương. Chúng cháu nồi chúng cháu ngoài khóc bà rồi, giờ này đây là đôi lời thở than của toàn thể các anh chị em mà thương khóc bà rằng: ôi anh chị em, thời như chân với tay, mà như xa với thịt, như cây với cành. Mình cùng chung ông bà cha mẹ sinh thành, mà sao giờ này bà anh ấy, bà này nỡ vội vã ra đi. Để anh chị em từ giờ này đây giây phút biệt ly, nước mắt thời bên đầy bên vơi. Ôi tôi đành cách biệt chia ly, mà nỗi đau này xin được khép lại để nguyện cầu chúc cho bà xa đi thật yên bình. Bà về nơi chín suối bà thời con linh thiêng. Các anh chị em các cháu mong bà được siêu thoát mà cõi tiên trên trời. Thắp đèn em thơm mà tay giã rời, nguyện một đời nhớ tới bà thương. Trên sau kính mời toàn thể các cháu và anh em lễ cung linh cụ hai đế. Bây giờ trong nhà mình chật lắm, các cháu đội hương xong rồi đi vòng ngược ra ngoài. Tóc xong mình đi quay ra ngoài thôi. Vâng, trên sau kính mời toàn thể anh em con cháu cổ phù chúng ta vào xuống hương và chúng ta đi vòng quay trở lại ra ngoài. Bên trong phòng đang hơi phần chật hẹp. Vậy kính mong toàn thể xin các bên chúng ta cũng hoan hỉ. Vâng, trên sóng điện thoại đoàn kim nhạc chúng ta chỉ đứa để phục vụ nghi thức lễ truy điệu linh cầu bà Phạm Thị Oanh buổi sáng ngày hôm nay. Thưa, vâng, thời gian này đây cũng cho phép ban tổ chức đang trực thuộc cơ sở phục vụ tế lễ hoàng vân tại quê hương nhà xin có đôi lời chia buồn cùng các quyền và nguyện cầu chúc thông linh của bà Phạm Thị Oanh về nơi tây phương cực lạc được về tây đất trời trở che. Trước cửa phòng tang để cử hành trang nghiêm trọng thể nghi thức truy điệu thông linh cùng buổi sáng ngày nay. Chúng tôi truy điệu là lời cảm tạ gửi đến gia đình các quyền. Sau lời cảm tạ, ở viện sẽ liên đăng quyến là bà lễ cầu siêu tổng kinh tổng chung sĩ quan của quý sư thầy cùng quý đạo Phật tử. Thầy rất kính mong quý sư thầy cũng như quý đạo Phật tử chúng ta hoan hỉ. Vâng, thời gian đây đã đến giờ để cử hành. Ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân lên thắp nén hương tiễn biệt công dân, xin kính mời cùng. Các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cụ, các ông, các bà, thông gia, liên gia, anh em, bạn bè, thân bằng, cố hữu, gần xa, cùng toàn thể nhân dân, phố xóm, thưa gia đình, nhà hiếu, thưa toàn thể, quý vị, cụ Phạm Thị Oanh, sinh năm 1952, nguyên quán xã An Thái, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, thường trú số nhà 19, ngõ 45, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ dân phố Trần Phú, phường Văn Đầu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Cụ lâm bệnh, căn bệnh hiểm nghèo đã được gia đình, anh chị em
con cháu, bệnh viện, các bác sĩ, thầy thuốc chăm sóc thuốc thang, cứu chữa nhưng bệnh trọng, lực kiệt, cụ đã chút hơi thở cuối cùng. Vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, cụ hưởng thọ 73 tuổi. Lễ khâm niệm vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 16 tháng 2, tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Lễ viếng vào lúc 13 giờ 30 cùng ngày, được tin cụ qua đời, lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương đã về lại gia chung cùng gia đình tổ chức khâm niệm, lễ viếng, phát tang và cùng gia quyến thống nhất thành lập ban tổ chức lễ tang cụ. Với nghi lễ theo quy định nếp sống văn hóa của địa phương và được cử hành lễ truy điệu vào lúc 7 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2024, tức là ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Thi hài của cụ được hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ Ninh Hải, thành phố Hải Phòng và được an táng tại nghĩa trang Công Nông, quận Kiến An. Ban tổ chức tang lễ gồm: 1. Ông Nguyễn Xuân Sơn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban. 2. Ông Phạm Văn Sen, tổ phó tổ dân phố, phó ban. 3. Ông Trịnh Xuân Sắc, chi hội trưởng người cao tuổi, ủy viên. 4. Bà Đỗ Thị Vân, đại diện chi hội phụ nữ, ủy viên. 5. Ông Trần Tuấn Anh, đại diện gia đình nhà hiếu, ủy viên. Tha nơi sinh lão tử quy, sinh ly tử biệt, để chia sẻ nỗi mất mát đau thương cùng gia quyến, cho phép tôi thay mặt Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân địa phương gửi tới gia quyến cụ Phạm Thị Oanh lời chia buồn thống thiết nhất. Thưa quý vị, cụ Phạm Thị Oanh sinh trưởng trong một gia đình nghèo thuần nông, lúc nhỏ được gia đình nuôi ăn học, lớn lên đi ở riêng. Năm 1969, cụ kết nương duyên cùng cụ ông Trần Văn Hùng và làm công việc nội trợ trong gia đình. Cụ sinh hạ được 5 người con, 3 người con gái, 2 người con trai. 1. Trần Thị Thu. 2. Trần Tuấn Anh. 3. Trần Văn Phú. Các con cụ đã an bề gia thất, có cuộc sống riêng tư ổn định. 1 con rể, 2 con dâu. Cụ có 4 cháu nội, 2 cháu ngoại và 1 chắc. Kính thưa hương hồn cụ Phạm Thị Oanh, cụ lâm bệnh hiểm nghèo, cụ đã được nhà. Cụ ra đi mà không có ngày trở lại. Vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, 73 năm, cả một đoạn đường đời song đã nếm trải biết bao ngọt bùi nghiệt ngã, cuộc sống thăng trầm lên xuống đầy vơi, lam lũ làm ăn, hết mực yêu thương quý trọng chồng con các cháu. Sống chân tình với anh chị em, với bà con phố xóm, vẫn biết rằng sinh ly tử biệt mà không ai tránh khỏi được, âu cũng là quy luật sinh tồn. Cổ đã ra đi giã từ người chồng cả cuộc đời gắn bó yêu thương chung thủy, giã từ các con các cháu, giã từ nơi phố xóm thân thương khôn xiết. Cụ mất đi người chồng, mất đi người vợ, cả cuộc đời gắn bó yêu thương sớm tối, chăm chút chồng con, anh em mất đi người em, người chị, các con mất đi người, các con, các cháu mất đi người mẹ, người bà, phố xóm mất đi người bạn chân tình, thân thiết.
Tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Trong giờ phút đau thương này, kẻ vô hư người nơi trần tục, âm dương cách biệt, khói hương trầm tỏa ngát hương thơm. Chúng ta xin chúc hương hồn của cụ được siêu thoát nỗi nhọc nhằn dương thế, thanh thản về với Thiên Văn Sơn, về với Bạch Đằng Giang, về với cõi vĩnh hằng cực lạc. Xin cúc, xin kính mời các quý vị đứng dậy, hạ mũ nón, một phút mặc niệm bắt đầu. 4. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, kính mời đại diện gia đình nhà Hiếu lên cảm ơn và đáp lễ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại diện đảng chính quyền địa phương, kính thưa các quý vị đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể, thưa các cụ ông cụ bà nội tộc ngoại tộc, bà con nhân dân xóm phố cùng các gia đình thông niên gia, bạn bè gần xa, mẹ chúng tôi, cụ Phạm Thị Oanh, không may mắc bệnh, tuổi già, mặc dù đã được gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, mẹ chúng tôi không qua khỏi và tạ thế vào hồi 18 giờ 45 phút, ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức ngày 5 tháng 1, năm Giáp Thìn. Mẹ chúng tôi hưởng thọ 73 tuổi, trong suốt 2 ngày qua, các quý vị đã bớt chốt thời gian vàng ngọt đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình tang quyến chúng tôi. Tình cảm này gia đình chúng tôi xin được ghi nhận và biết ơn. Trong lúc tang gia bối rối, điều thiếu sót là không sao tránh được khỏi. Kính mong các quý vị lượng thứ và bỏ qua. Sau khi tiễn đưa mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng xong, tôi thay mặt gia đình kính mời các quý vị quay trở lại gia đình ăn với gia đình bữa cơm. Chúng tôi thường để anh con cháu chúng tôi được bày tỏ đôi lời cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn. Các ban tổ chức lễ tang xin được chuyển lời cho toàn thể thân nhân. Rất kính mong các quý vị chúng ta đồng lòng lượng thứ bỏ qua nhân dân hơn. Để lại ba nén. Ghi tắt kìa. Vạn thị oanh chân linh ngọn điện mau thân lập tâm về đại an cư bí mau đến di nguyệt do nội nhận lâm đời mệnh chung hiện cho trai qua gọi cảnh thanh cơ xây đỡ kim tới nơi không ngại như này đừng có năm nhận tình đầu và ngại thế chí niệm kia chúng mày ai kêu nên là chỉ do chơi hồn hách nâng vẽ nơi tình cảnh nghiệp đến lò này chẳng lại xem là bông hoa động vật và sao đủ biết kim loại nơi cho thật chú đà nơi đi xem một cảnh đông chỉ đổ tiến đồ đen nhé vô lại đại đi Oh,
vai gánh nặng muôn nghìn điều khó nhọc. Đấng mẹ hiền lo ngại suốt quanh năm. Đường thiên lý vai mang chân bước vô, mẹ trọn đời gian khổ nuôi đàn con. Con thương vô vàn những tháng ngày dài nuôi con vượt những gian nan, biển trời mênh mông qua lòng mẹ bao la, qua sức sống thiên nhiên muôn đời khó quên. Mảnh đất cùng người kinh qua gian khổ, mái tóc giờ này con hôn máu đất đã khô. Mẹ con mang hơi ấm vùng đồng quê đất nóng, thương con mẹ đã gian khổ bao năm. Dẫu gian nan khó nhọc ngại chi, tháng năm mười đàn con khôn lớn, lo bao đêm giấc ngủ âm nồng. Dù nắng mưa dù bao giờ vẫn không rời. Tháng tháng ngày ngày chăm lo vun trồng, miếng đất ruộng cày nương khoai gồng gánh đôi vai. Mẹ là thân cây lúa bền vững trong mưa gió, yêu quê mẹ đã hoa hạt lúa thơm. Thank you.
trời ban tặng mẹ hiền cho con, lòng luôn khắc ghi ơn nghĩa sinh thành, nhớ từng câu hát mẹ ru, lệ nhòa khóe mắt tràn rơi, mẹ vẫn hát ru à. Đông về sương lạnh mẹ ngồi ôm con, mẹ luôn chở che con những đêm dài, nướng từng củ sắn củ khoai, nhọc nhằn gian khổ mẹ lo, mẹ chỉ muốn con được ấm no. Mẹ ơi, giờ đây con đã nên người, lòng con luôn ghi nhớ những lời ru, trời cao biết mấy vì sao cũng không sánh được ân tình mẹ thôi. Con quỳ bên cạnh mẹ hiền yêu, phần con chữ ơn chữ hiểu chưa tròn, nỗi niềm thương nhớ là bao, ân tình nghĩa nặng đậm sao, mong mẹ mãi suốt đời bên. Mẹ ơi, giờ đây con đã nên người, lòng con luôn ghi nhớ những lời ru, trời cao biết mấy vì sao cũng không sánh được ân tình mẹ tôi. Con quỳ bên cạnh mẹ hiền yêu ơi, phần con chữ ơn chữ hiểu chưa tròn, nỗi niềm thương nhớ là bao, ân tình nghĩa nặng đậm sâu, mong mẹ mãi suốt đời bên con. Nỗi niềm thương nhớ là bao, ân tình nghĩa nặng đậm sâu, mong mẹ mãi.